Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Vinh Marketing. Mình là Lê Xuân Vinh. Hiện tại mình là founder của Vinh Marketing. Mình có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng hệ thống marketing online cho các doanh nghiệp. Trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến quý anh chị các bạn một cái câu chuyện về một người bạn của mình kinh doanh hải sản online tại Sài Gòn. Bạn ấy đã mua được nhà, mua được xe khi mà đang còn làm việc tại một cái công ty trong Sài Gòn, là một người tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh trường cao đẳng tài chính Hải Quan, nay là cái trường đại học tài chính marketing á. Thì sau khi tốt nghiệp ra trường thì bạn ấy làm trong một cái công ty tại quận Nhất, Hồ Chí Minh, là chị hai trong gia đình sinh ra và lớn lên tại cái vùng quê ven biển ở Nha Trang. Thì nhà thì cũng không có khá giả lắm, cho nên là từ nhỏ thì bạn ấy cũng nuôi một cái ước mơ là học giỏi, ra trường làm việc để có nhiều tiền để chăm lo cho gia đình và các em ở sau. Khi mà làm việc ở văn phòng thì bạn ấy tranh thủ tạo thêm một cái nguồn thu nhập thứ hai bằng cách đó là bạn ấy bán các cái loại hải sản đặc sản ở cái vùng biển Nha Trang như là mực, rồi cá, rồi mực mực nắng, rồi cá mực nắng nữa. Thì ngoài giờ làm có thời gian rảnh thì bạn ấy đi tiếp cận trực tiếp bán hàng. Vào buổi tối thì bạn ấy đi bán các cái loại chả cá Nha Trang ở các cái quán nhậu này, các cái quán ăn lề đường rồi đó. Thì sau một cái thời gian bán hàng thì bạn ấy có rất là nhiều khách hàng quen và thích cái sản phẩm đó. Và đặt hàng, khi mà hết cũng thích ăn hàng đó thì cứ đặt hàng qua số điện thoại mà bạn giao. Thì qua cái việc mà bạn ấy đi bán trực tiếp như vậy thì thu nhập nó cũng tăng dần, cái cuộc sống của bạn cũng khá là ổn định. Rồi từ cái việc mà bán trực tiếp thông qua bán cho những cái đồng nghiệp, là bán cho những người mà ở quán ăn rồi các cái quán nhậu ở lề đường thì bạn ấy bén duyên với cái việc là bán hàng ở trên Facebook, bán hàng ở trên Zalo, dần dần có nhiều biết, có nhiều người họ biết tới thông qua các cái kênh online và đặt hàng rất là nhiều qua cái kênh đó. Thì tưởng chừng như là cái công việc nó thuận lợi, bắt đầu ok, nhưng mà cái người quen á, họ mua lần lần thì cũng hết, và bạn ấy cũng không có nhiều thời gian để mà đi ở những cái nơi xa hơn để bán hàng. Thì bắt đầu cái thu nhập nó cũng có giảm dần, thu nhập đứng và giảm dần. May mắn là khi mà bạn ấy gặp một cái vấn đề như vậy thì bạn ấy nghĩ đến cái việc là đi học cái kiến thức kinh doanh, và mình gặp bạn ấy qua một cái khóa huấn luyện khởi sự kinh doanh. Thì nhờ cái khóa học đó thì mình mới gặp bạn đó. May mắn hơn là bạn ấy chưa có nghỉ việc ở công ty. Nhờ học được cái kiến thức kinh doanh đó, cho nên là bạn ấy vừa sắp xếp cái thời gian làm trên công ty, vừa sắp xếp cái thời gian để mà làm thêm, tạo thêm cái nguồn thu nhập thứ hai. Mình thì chuyên về cái việc mà xây dựng hệ thống online, cho nên là khi mà gặp bạn ấy thì mình cũng có một cái buổi hẹn cà phê để mà tư vấn bạn ấy cái cách, cái giải pháp để mà xây dựng một cái hệ thống online bán hải sản online đó. Tuy nhiên thì cái thời gian đầu thì bạn ấy cũng chưa nghĩ đến việc là xây dựng một cái hệ thống online để bán hải sản đâu. Bạn ấy cũng nghĩ cái việc là bán online là chỉ bán trên Facebook, rồi bạn ấy cũng chạy quảng cáo Facebook, rồi bán qua các cái nhóm, rồi bán qua Zalo, cũng vậy thôi. Tuy nhiên thì càng đi học thì bạn ấy càng có kiến thức nha, và cũng tự nhận ra là một cái hệ thống online thì nó rất là quan trọng trong khi bán hàng online. Và sau một cái thời gian, các bạn ấy cũng quyết định là hẹn gặp lại mình và cũng mạnh dạn đề nghị mình đó là xây dựng cái hệ thống online để giúp bạn ấy làm marketing, giúp bạn ấy bán hàng và giúp bạn ấy chăm sóc khách hàng. Thì một cái điều kiện rất là thuận lợi là bạn ấy đã có sẵn các cái khách hàng cũ rồi, đã có khách hàng họ đã mua hàng rồi, đã có khách hàng trải nghiệm rồi, đã có cái feedback rồi, và bạn ấy cũng đã trải qua cái thời gian là bán hàng trực tiếp rồi, cho nên là bạn ấy rất là hiểu khách hàng khi mà sử dụng. Và trong vòng khoảng 6 tháng, chính xác 6 tháng thì mình đã nhanh chóng mà xây dựng được bạn ấy một hệ thống online hiệu quả. Thì trong cái thời gian này thì bạn ấy cũng vừa là cưới chồng. Khi mà bạn ấy cưới chồng thì chồng cũng phụ bạn ấy làm kinh doanh luôn. Và người chồng này thì rất là giỏi về cái việc là chạy quảng cáo Facebook các bạn, chạy quảng cáo Facebook và chạy quảng cáo Google. Thì khi mà có chồng thì cũng nhờ chồng, và hai vợ chồng là tập trung cái việc là kinh doanh online. Sau 3 năm kinh doanh hải sản online tại Sài Gòn thì bạn ấy đã quyết định nghỉ hẳn công việc tại một công ty ở trong quận Nhất với một cái mức lương là mấy chục triệu một tháng các bạn đó. Thì bây giờ thì sau khi mà nghỉ công ty thì bạn ấy cũng đã sở hữu được một cái công ty cung cấp hải sản Nha Trang tại Sài Gòn,
Ngoài cái việc mà cung cấp các cái dòng hải sản Nha Trang thì bạn ấy cũng có cung cấp thêm các cái dòng hải sản nhập khẩu ở nước ngoài. Và cái kết quả to lớn là bạn ấy đã mua được cái căn nhà ở Sài Gòn và có được xe và có được và cưới được một người chồng cùng chí hướng các bạn. Thì cái cuộc sống nó khá giả hơn, thì bạn ấy bây giờ là nuôi được hai đứa em ăn học đại học và cũng chăm lo được cho bố mẹ. Ok, đó là cái câu chuyện của một cái người là người bạn cũng như là một cái người khách hàng của mình, nhờ cái việc mà bạn ấy kinh doanh hải sản online mà bạn ấy đã mua được nhà, mua được xe, đã có một cái cuộc sống tốt hơn. Và nếu mà bạn đang làm cái công việc cũng là kinh doanh hải sản, nếu bạn đang cảm thấy mình tốn rất là nhiều thời gian, mình làm, mình kinh doanh nhưng mà mình không có thời gian dành cho gia đình, thì chắc chắn là chúng ta đang gặp các cái vấn đề ha. Và nếu mà bạn cũng bán online nhưng mà cứ đơn về nó cứ lèo tèo, không có như giống như mình mong muốn á, thì nếu mà bạn đang gặp trong những cái tình trạng đó thì hãy mạnh dạn ha, inbox cho mình, mình sẽ tư vấn với bạn cái cách để chúng ta xây dựng một cái hệ thống bán hải sản online, nó sẽ giúp cho cái cuộc sống của bạn tốt hơn. Ok, bây giờ thì mình xin phép dừng video ở đây. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video sắp tới. Bye bye.